quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Counter Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Và nhớ bấm like, comment và share mà khi xem chương trình này. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo sau bản tin Canada là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mời quý vị theo dõi sau đây. Những tuần tới có thể mang tính quyết định trong cuộc chiến Ukraine. Tổng thống Lithuania kêu gọi thêm quân đội NATO dịch vụ bưu chính của Ukraine bị tấn công sau khi họ phát hành tem có in tàu chiến được bán trên mạng. Các quan chức của nhóm G7 rơi cuộc họp của Ngân hàng Thế giới khi mà quan chức Nga bắt đầu phát biểu. Ý làm việc với Tây Ban Nha về một hiệp ước tăng cường. Anh tìm cách thay đổi luật để cấm nguồn cung cấp y tế từ tân cương của Trung Quốc. Hồng Kông sẽ mở cửa cho khách du lịch quốc tế lần đầu tiên kể từ năm 2020 nổ súng gần với trường dự bị đại học tại Washington, tiểu bang DC khiến cho 3 người bị thương. Sự kiện ngày trái đất, khủng hoảng khí hậu được làm nổi bật trong các hình ảnh đặc sắc của Google. Vatican và Việt Nam tăng cường quan hệ song phương. Những tuần tới có thể mang tính quyết định trong cuộc chiến Ukraine. Một quan chức cấp cao của EU hôm thứ Sáu cho biết rằng Nga có thể sẽ gia tăng các cuộc tấn công quân sự ở miền đông Ukraine và dọc theo bờ biển của nước này, trong khi những tuần tiếp theo được coi là có khả năng quyết định đối với cuộc chiến này. Quan chức đó nói với các phóng viên, "Đây không phải là một câu chuyện cổ tích với một kết thúc có hậu sắp xảy ra. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy sự gia tăng đáng kể cường độ các cuộc tấn công quân sự của Nga ở phía đông dọc theo bờ biển." tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy vài tuần tới là quyết định. Tổng thống Lithuania kêu gọi thêm quân đội NATO Tổng thống Litva nói với Ngoại trưởng Đức trong cuộc họp ở Vilnius hôm thứ Sáu rằng NATO nên tăng cường triển khai quân đội ở Litva và các nơi khác ở sườn phía đông của châu Âu. Tổng thống Kitanus Noseda cho biết Tiểu đoàn tăng cường hiện diện tiền phương của NATO nên được chuyển đổi thành quy mô ít nhất là một lữ đoàn. Đồng thời, khả năng phòng không cũng cần được cải thiện. Ông cũng kêu gọi tăng cường kết nối đường bộ duy nhất của Baltic với phần còn lại của Liên minh Châu Âu, một dải đất hẹp giữa Belarus và vùng đất Kaliningrad của Nga được gọi là hành lang suwanki Dịch vụ bưu chính của Ukraine bị tấn công mạng sau khi tem in hình tàu chiến được bán trên mạng. Dịch vụ bưu chính quốc gia Ukraine, Ukrposhta, cho biết họ đã bị tấn công mạng hôm thứ Sáu sau khi một con tem bưu chính mô tả một người lính Ukraine có cử chỉ thô bạo với tàu chiến Nga được bán trên mạng. Nhiều người đã xếp hàng để mua con tem khi được bán tại trụ sở bưu điện ở Kiev vào tuần trước sau vụ đánh chìm hạm đội biển đen của Nga. Các quan chức Ukraine đã cảnh báo về nguy cơ bị tinh tặc Nga tấn công mạng kể từ khi Nga xâm lược nước này vào 24 tháng 2. Moscow luôn bác bỏ cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công mạng vào Ukraine. Đầu tháng này, Ukraine cho biết họ đã ngăn chặn nỗ lực của tinh tặc Nga nhằm phá hoại mạng lưới điện của họ bằng một cuộc tấn công mạng. Các quan chức của nhóm G7 rơi cuộc họp của Ngân hàng Thế giới khi mà quan chức Nga bắt đầu phát biểu các quan chức G7 và những người khác đã bước ra khỏi cuộc họp của Ủy ban Phát triển nơi tư vấn cho các thống đốc của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế vào ngày thứ Sáu tại Washington khi một quan chức Nga bắt đầu phát biểu. Đây là một động thái mới nhất của các quan chức cấp cao của nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến nhằm phản đối cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine và theo sau các cuộc biểu tình tương tự tại các cuộc họp của nhóm 20 nền kinh tế lớn và ban chỉ đạo của IMF vào đầu tuần này. Tác động lớn của cuộc chiến của Nga ở Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu đã chi phối các cuộc họp mùa xuân năm nay của ngân hàng và quỹ cũng như các cuộc họp cấp cao được tổ chức bình lệ. IMF hôm thứ Ba đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu gần một điểm phần trăm và lưu ý rằng cuộc chiến này đã thúc đẩy lạm phát, khiến cho lạm phát trở thành mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại đối với nhiều quốc gia. Ý làm việc với Tây Ban Nha về một hiệp ước tăng cường hợp tác Bộ trưởng ngoại giao Ý, Luigi Di Meo cho biết Ý và Tây Ban Nha đang thực hiện một hiệp ước về hợp tác tăng cường nhằm thúc đẩy quan hệ song phương bền chặt hơn. Vào tháng 3, Thủ tướng Ý, Mario Draghi cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Tây Ban Nha, Pedro Sanchez về ý tưởng xây dựng đường ống dẫn khí đốt giữa hai nước như là một phần trong kế hoạch ngăn chặn khí đốt của Nga ở châu Âu. Ý là quốc gia có khoảng 40% nguồn cung cấp khí đốt từ Nga đã phải tranh giành để tìm giải pháp thay thế và đa dạng hóa nguồn cung cấp sau một cuộc xâm lược của Ukraine. Tây Ban Nha có công suất tái khí hóa lớn nhất ở châu Âu, nhưng việc vận chuyển khí đốt vào châu Âu đi qua dãy núi Pyrenees đã là một vấn đề do tắc nghẹn. Trong nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc vào Nga, chính phủ Draghi trong những tuần gần đây đã ký kết các thỏa thuận nhằm tăng cường nhập khẩu từ một số quốc gia châu phi anh tìm cách thay đổi luật để cấm nguồn cung cấp y tế từ tân cương của trung quốc anh đã đề xuất thay đổi luật cấm mua vật tư y tế được sản xuất tại vùng tân cương của trung quốc sau áp lực từ các nhóm nhân quyền về việc bắc kinh đối xử với người duy ngô nhĩ hôm thứ sáu thì chính quyền anh cho biết họ đã đưa ra một bản sửa đổi với dự luật y tế và chăm sóc xã hội nhằm xóa bỏ việc sử dụng hàng hóa và dịch vụ y tế quốc gia nhs bị ô nhiễm bởi chế độ nô lệ và bu người bản sửa đổi không đề cập cụ thể đến tân cương nhưng mà sẽ giúp bảo đảm nhs không mua hoặc sử dụng hàng hóa hoặc là dịch vụ được sản xuất bởi hoặc là liên quan tới bất kỳ loại lao động nô lệ nào. Hồng Kông sẽ mở cửa cho khách du lịch quốc tế lần đầu tiên kể từ năm 2020. Hồng Kông sẽ mở cửa chào đón du khách từ tháng 5, đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm đóng cửa do dịch COVID-19. Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, chính phủ Hồng Kông cho biết các quy định của các hãng hàng không vận chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 cũng sẽ được nới lỏng một chút Lệnh cấm đối với các đường bay của từng hãng hàng không sẽ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Chính phủ cho biết du khách nước ngoài sẽ phải tuân theo thủ tục tương tự như cư dân. Thông báo được đưa ra khi số ca lây nhiễm hàng ngày dưới 1.000 trong hơn một tuần kể từ mức cao nhất là hơn 70.000 vào ngày 3 tháng 3. Hồng Kông đã mở cửa trở lại các phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện, công viên giải trí và rạp chiếu phim vào thứ Năm, lần đầu tiên sau hơn 4 tháng. Nổ súng gần trường dự bị đại học ở Washington DC khiến ba người bị thương. Hai người lớn đã bị thương nặng và một trẻ em bị thương nhẹ trong vụ xả súng hôm thứ Sáu gần một trường dự bị đại học ở Washington DC. Chi tiết về vụ nổ súng hiện vẫn chưa được làm rõ, không có động cơ nào được xác định cho vụ nổ súng diễn ra vào cuối buổi chiều tại một khu phố cao cấp của Tây Bắc Washington, dọc theo đại lộ Connecticut, một con đường lớn xuyên thành phố. Hai trong số các nạn nhân, bao gồm một người đàn ông và một người phụ nữ, được tìm thấy bị thương gần trường Edmund Burke, một trường dự bị đại học tư nhân. Họ đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Cùng với đó, một nạn nhân vị thanh niên có một vết thương nhẹ do súng bắn. Trợ lý cảnh sát trưởng Stuart Emmerman cho biết, Cảnh sát đã tỏa ra khu vực lân cận để tìm kiếm hung thủ nhưng không có mô tả về bất kỳ nghi phạm nào một nhân chứng nói với đài truyền hình địa phương busa tv cho rằng anh ta nghe thấy một loạt súng bắn liên tiếp kéo dài khoảng một phút và nhìn thấy một phụ nữ chạy ra khỏi một tòa nhà người có vẻ như đã bị sượt qua bởi một phát súng theo sau là những người khác có vẻ như là họ đã bị thương một phóng viên của busa đã đăng một đoạn video ngắn lên twitter của một nhân chứng khác Người này cho biết anh ta đang ở một quán cà phê gần đó thì nghe thấy hơn 20 phát súng nổ liên tiếp trước khi nhìn thấy cảnh sát đang chạy về phía hiện trường. Sự kiện ngày trái đất, khủng hoảng khí hậu được làm nổi bật trong các hình ảnh đặc sắc của Google. Để đánh dấu sự kiện ngày trái đất Earth Day, Google hôm thứ Sáu đang nhắc nhở mọi người về điều mà họ gọi là chủ đề cấp bách nhất của thời đại chúng ta, đó là biến đổi khí hậu, với bốn hình ảnh tượng trưng mới cho thấy sự tan phá của các khu vực sinh thái trên trái đất. Google cho biết họ đã sử dụng hình ảnh tua nhanh thời gian thực được lấy trong vài thập kỷ từ Google Earth, Time Lab và các nguồn khác để hiển thị tác động của biến đổi khí hậu. Theo trình tự thời gian trôi đi, những hình ảnh khác nhau của logo Google được gọi là Google Doodle. Trong chủ đề Ngày Trái Đất lần này đã mô tả sông băng trên đỉnh núi Kilimanjaro ở Tanzania, châu Phi đang rút đi theo thời gian và các hình ảnh được sử dụng trong chuỗi này được chụp vào tháng 12 hàng năm từ năm 1986 cho tới năm 2020. Hình ảnh thứ hai chụp lại sông băng ở Greenland tại Somersup đang rút đi. Quá trình này chụp vào tháng 12 hàng năm từ năm 2000 cho tới năm 2022. Chủ thời gian trôi đi thứ ba cho thấy sự tẩy trắng của rạn San Ho Great Barrier trên đảo Lizard ở Úc được chụp mỗi tháng từ tháng 3 năm 2016 cho tới tháng 5 năm 2016. Hình ảnh Google Doodle cuối cùng cho thấy các khu rừng tại Haas ở Ireland, Đức bị phá hủy bởi sự xâm nhập của bọ vỏ cây do nhiệt độ tăng và hạn hán nghiêm trọng. Các hình ảnh đã được chụp vào tháng 12 hàng năm từ năm 1995 cho tới năm 2020. Theo Google, mỗi hình ảnh trong số 4 hình Google Doodle vẫn sẽ được hiển thị trong trang chủ trong vài giờ. Ngày Trái Đất là một ngày kỷ niệm quốc tế về Trái Đất nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1970 tại Hoa Kỳ. Ngày Trái Đất đã trở thành sự kiện diễn ra hàng năm vào ngày 22 tháng 4 tại hơn 1 190 quốc gia. Vatican và Việt Nam tăng cường quan hệ Vatican và Việt Nam đang dần cải thì mối quan hệ từng bị phá vỡ hoàn toàn cách đây nửa thế kỷ. Một tuyên bố của Vatican hôm thứ Sáu cho biết một nhóm công tác chung đã nhất trí trong cuộc họp gần đây nhất ở Hà Nội rằng trong tương lai gần, mối quan hệ giữa hai bên sẽ được nâng cấp lên cấp độ đại diện dân cư ở cả Hà Nội và Rome. Đây sẽ là một bước ngắn nếu có quan hệ ngoại giao đầy đủ với các đại sứ vốn là mục tiêu đã nêu ở các cuộc đàm phán kể từ khi bắt đầu vào năm 2009. Cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Ngày 24 tháng 4, Việt Nam có 11.160 ca mắc COVID-19 mới, trong ngày có 2.338 ca khỏi bệnh và 7 ca tử vong. Hà Nội có số ca mắc mới là 980 ca và tại Sài Gòn số ca mắc mới là 93 ca. Các địa phương khác có số ca mắc mới cao đó là Phú Thọ 761 ca, Bắc Giang 539 ca, Quảng Ninh có 510 ca, Nghệ An có 489 ca, Vĩnh Phúc có 458 ca, Yên Bái có 452 ca, Lào Cai có 389 ca và Hải Dương có 373 ca. Kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam có 10.544.324 ca nhiễm với 42.998 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.079.265 ca. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 822 ca. Tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là 211.284.125 liều. sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Hôm nay, một giá kim bằng 0,7873 Mỹ kim và bằng 0,7292 euro. Một giá kim bằng 17.911 đồng Việt Nam và một Mỹ kim bằng 22.794 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 102.1 Mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 106.7 Mỹ kim một thùng giá vàng là 1931.96 Mỹ Kim một ounce. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Nếu yêu thích chương trình này, xin quý vị nhớ bấm like, comment và share cho nhiều người cùng xem. Và chúng tôi xin mời quý vị nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Culture Channel có các video về tin tức được cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị nhớ theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.